Chào tất cả các bạn, trở lại với chương trình đập hộp những dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của công nghệ TD. Thưa các bạn, là ngày hôm nay mình mang đến một dòng sản phẩm cao cấp cạnh tranh trực tiếp với các dòng đó là Dell XPS như là 9370 và 9380. Dòng máy cũng đến từ thương hiệu Mỹ, đó là thương hiệu HP. Thưa các bạn, nếu HP thì nó sẽ có các dòng sang trọng như HP Signature này và HP Envy. Và cụ thể ngày hôm nay thì mình mang đến dòng sản phẩm Envy. Có giá bán tại thị trường nó chỉ ở mức khoảng tầm 17 triệu. Thì đây là một trong những chiếc máy có cấu hình tốt, thiết kế sang trọng cũng như kèm theo những tính năng bảo mật cực kỳ tốt của HP. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở hộp khám phá dòng sản phẩm này. Mời các bạn đón xem ngay sau đây. Thưa các bạn sẽ thấy mẫu của nó này, HP Envy 13 này, AQ0011MS. Các bạn sẽ thấy là trang bị chip thế hệ thứ 8 Core i5 đó là 8265 1.6, màn hình 13.3 inch Full HD này. Con này có tính năng hỗ trợ màn hình cảm ứng đa điểm các bạn ơi, và kèm theo ổ cứng SSD 256GB, RAM 8GB, pin của nó là 4 cell và hỗ trợ công nghệ đó là Wi-Fi AC, kèm theo sạc nó là 65W này. Windows 10 bản quyền, bàn phím Colette có vân tay này. Khá là nhiều tính năng các bạn ạ. Bây giờ thì lại loa 3 con sen này đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở chiếc máy này ra test nhé. Con này thì đợt trước mình thấy bán tại thị trường Việt Nam thấy đâu 21-22 triệu, nhưng mà thấy đợt này giá tốt quá. Lưu ý đây là dòng sản phẩm mình mang từ Mỹ về các bạn ạ, chứ không phải ở Việt Nam các bạn nhé. Đợt này thì nói thật sự thì nhìn bên Mỹ thì tăng thường quá các bạn ơi. Ngày xưa đi Mỹ thì sang, còn bây giờ đi Mỹ thì cả làng chúng ta chạy hết luôn. Bên đó dịch bây giờ nghe nói có khoảng 2 triệu người nhiễm bệnh. Sản phẩm này có màu trắng này các bạn này. Chà, rất là sang trọng. Đây, trọng lượng chỉ hơn kg một chút thôi. Vâng, thưa các bạn, máy của chúng ta sẽ có màu là silver, trắng bạc. Các bạn sẽ thấy một logo HP được mạ chrome sáng bóng với logo rất trừu tượng và rất đẹp. Điểm nhấn của những dòng HP sang trọng bây giờ sẽ có một đường kẻ chỉ này. Tớ thấy rất là nhiều dòng. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy là 1,3 cân các bạn nhé. Và thiết kế của bản lề thì các bạn sẽ thấy là khi chúng ta mở màn hình thì phần này nó sẽ chạm xuống phần đáy của cái bàn chúng ta. Đây này. Và nó sẽ lâng chiếc máy này lên. Nó lâng máy lên thì đồng nghĩa việc là cái phần lưu thông không khí bên dưới nó sẽ tản tốt hơn. Và lâng cao một chút lên thì chúng ta dùng máy nó sẽ dễ dàng hơn. Còn bản lề này nếu mà lâng này thì các bạn chú ý nhá, để trên mặt phẳng nó phẳng một chút, không lâng này nó dễ bị xước cái phần này. Đó, có chữ NV đằng sau này. Toàn bộ vỏ với công nghệ CMC nguyên khối. Này, sờ vào đúng là hợp kim nhôm, nó mát lạnh luôn này. Các bạn sẽ thấy bên cổng của nó này, USB này, dạng thiết kế rất là thông minh. Đây, khi cắm vào thì nó sẽ mở ra. Đầu thẻ này, các bạn sẽ thấy một nút gạt, đây là máy ảnh này, rất là tiện. Gạt này máy ảnh để chống kiểu chúng ta là nhìn trộm đấy các bạn. Phần viền này làm rất là tinh tế, tỉ mỉ, đồ hoàn thiện rất là cao các bạn nhé. Thiết kế như này để làm gì ạ? Để cái G này chúng ta mở máy nó sẽ dễ dàng hơn và nhìn chiếc máy chúng ta nó sẽ mỏng manh hơn. Em mở này. Chúng ta cầm vào đây chúng ta mở thôi. Đấy, rất dễ này. Và bên cạnh trái chúng ta thì sẽ có phone mic được tích hợp giao tiếp đó là 3.5 này. Và đây chúng ta sẽ có một cổng USB. Và đây là USB Type-C. Type-C có hỗ trợ này thì có thể cắm các tín hiệu. Các bạn thấy là sạc ra bên ngoài này. Các tín hiệu âm thanh và hình ảnh ra bên ngoài siêu LED các bạn nhé. Ở bên dưới của máy này, các bạn thấy là LED thiết kế của nó này. Cái này nhìn rất là hay. Nhưng cái này sẽ hút không khí vào và tuần hoàn không khí ra đằng sau ở đây các bạn nhé. Thông tin service của máy ở đây hết này. Đây là hai cái hốc loa này. Bây giờ thì tớ sẽ mở máy và khám phá nội tạng bên trong của chiếc máy này xem có điều gì đặc biệt, nâng cấp được những gì các bạn nhé. Các bạn chú ý là mở được chiếc máy này ra cũng khó ra phết đấy. Các bạn phải bóc cái này ra này, bóc ra này. Các bạn thấy là ốc nó giấu ở bên trong này. Đấy, một đống ốc này. Sau đó thì chúng ta sẽ mở ra hết và toàn bộ đây là tu vít bốn cạnh. Mở cái này ra này. Đây. Đây là bên trong của chiếc máy đây. Các bạn sẽ thấy là một quạt tản nhiệt được bố trí ở giữa như này này. Nó tản ở đây này. Đó. Ở đây là khe chờ, có nghĩa là sẽ có phiên bản có cảm ứng rời. Nhưng lưu ý là khi các bạn mua các phiên bản cảm ứng on như chiếc máy này sẽ không có khả năng nâng cấp được, bởi vì chỉ có hãng thì mới có thể dán được con Vega rời vào đây. Đây là chiếc ổ cứng của máy này, của hãng Sky Helix các bạn nhá, với dung lượng 256GB. Đây là quả pin này các bạn này. Xem pin con này dung lượng nào. Đây là pin lithium này, các bạn sẽ thấy dung lượng của nó này. Đây các bạn ơi, 3281 mAh này. Nói chung là với quả pin này thì chúng ta có thể duy trì dùng khoảng 5-6 giờ cho chế độ độ sáng 50% màn hình. Còn đây là hai cái loa 3 con sen này.
Chỗ nào thì chiếc máy sẽ không cho phép các bạn nâng cấp RAM, không cho phép các bạn nâng cấp Vega rời, không cho phép các bạn nâng cấp CPU, và chỉ duy nhất chỉ được nâng cấp ổ cứng thôi. Con này có thể là nhược điểm là sẽ không nâng cấp được RAM. Với 8GB RAM cũng chỉ đủ để chúng ta dùng văn phòng với các công việc đồ họa cơ bản thôi. Nếu mà muốn nâng cấp RAM thì chiếc máy chúng ta sẽ không có khả năng nâng cấp các bạn nhé. Khi mua máy các bạn phải chú ý ạ. Vâng, thưa các bạn, đây là mặt trước của chiếc máy. Các bạn thấy chiếc màn hình của nó đẹp không? Với 3DM viền màn hình siêu mỏng. Đấy. Màn hình 13,3 inch Full HD tràn viền IPS có tích hợp camera ở bên trên. Con này mình xem có nhận diện khuôn mặt không? À không có các bạn ạ. Con này chỉ có tính năng camera HD thường thôi. Đẹp nhỉ các bạn nhỉ? Các bạn sẽ thấy là kể cả phần này của nó rất là sang này. Logo HP. Và bên ngoài sẽ có một lớp kính để làm gì ạ? Để cảm ứng này các bạn này. Đấy, đúng không ạ? Ngon không? Rồi. Các bạn ơi, phần bên trên của nó là phần multimedia. Các bạn hoàn toàn có thể bấm phím hoặc loa. Các bạn bấm này. Đấy nhá. Đấy. Phím cũng sẽ có hai lớp sáng như này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Sáng trắng rất là đẹp này. Sáng tối của màn hình này, loa rồi lách bài chế độ máy bay. Và đây là bảo mật vân tay. Các bạn sẽ thấy là một hành trình bàn phím vô cùng tuyệt vời, lỗi cao như này cơ mà. Sẽ hỗ trợ các bạn nhập nhiều bàn phím quá là tốt luôn. Đấy. Loa bang hoa sen này. Những chi tiết hoàn thiện rất tỉ mỉ, cao cấp. Đây là phím bật nguồn có tích hợp đèn LED luôn các bạn nhé. Kể cả phần con chuột này. Các bạn sẽ thấy là phần này của nó đều là lát gạch kim cương. Bấm trái phải bình thường các bạn nhé, có trái có phải này. Đó. Nhưng có vẻ mình bấm thì hơi cứng một chút các bạn ạ, bởi vì đây nó là một mặt phẳng. Hơi cứng một chút. Nhưng phần này các bạn sẽ thấy nó làm rất là tỉ mỉ này. Các bạn ơi, mình đang test SD này. Các bạn sẽ thấy đây là ổ SD LVMe đúng không? Tốc độ các bạn sẽ thấy là 1,7 ghi một giây và tốc độ ghi của nó cũng đạt là hơn 800. Bây giờ tớ sẽ kiểm tra bên trong của máy này. Nó cái màn hình đẹp thật, cái màn hình nó rất là sáng. Có Bluetooth nha các bạn nhé. Bluetooth sẽ hỗ trợ các bạn cái tín hiệu âm thanh và hình ảnh ra bên ngoài. Ví dụ như kết nối tai nghe, kết nối các tín hiệu không dây. Camera của máy là HD luôn này các bạn này. Wi-Fi được tích hợp trên máy đó là Intel AC9560, băng tầng của nó là lên đến 160MHz, rất khỏe các bạn ạ. CPU đang sử dụng trên máy đó là Core i5-8265U, thuộc thế hệ chip Whisley thế hệ 8 của Intel các bạn nhé. Ổ cứng trong máy thì hình như vừa nãy là mình có đọc rồi, nó là ổ cứng của hãng Skylix của Hàn Quốc các bạn ạ. Đây nè, dung lượng 256GB. Vâng, thưa các bạn, với chip 8265 thì đây là thế hệ chip U, tiết kiệm điện, nó chủ yếu dùng các công việc văn phòng, đồ họa cơ bản cũng như lập trình thôi các bạn ạ. Không làm các công việc phức tạp về đồ họa các bạn nhé. Và với card đó là UHD Graphics 620, thực tế thì đây gọi là card đồ họa on, nó không khỏe, nó chỉ hỗ trợ đồ họa mức trung trung thôi. Và các bạn sẽ thấy là khả năng render của nó ngay sau bây giờ. Ở đây thì tớ sẽ test đồ họa mô phỏng 4D. Thực tế thì con Vega này không tính tiền, nó chỉ đủ dùng thôi. Nhưng được cái hay là với UHD Graphics thì nó lại hỗ trợ các thuật toán hình ảnh về 4K rất là tốt. Ví dụ chúng ta có xem những đoạn video, phim trên YouTube hoặc có thể là các file định dạng các bạn sẵn làm, nó rất là khỏe mà nó không bị giật. Và sẽ tái tạo hình ảnh tốt trên một chiếc màn hình này, chúng ta nhìn nó cũng đẹp hơn. Các bạn sẽ thấy là khi hỗ trợ đồ họa mô phỏng nó là Vega On thì nó sẽ hơi giật một chút. Còn sức mạnh của em 8265U này thì nó sẽ bằng 60% của sức mạnh đó là 8750H các bạn nhé. Còn chip H chuyên dành cho đồ họa cũng như gaming. Và các bạn có thể thấy là khi chúng ta chạy chế độ đồ họa thì cái quạt bên trong máy chúng ta có thể nghe thấy rất rõ. Mặc dù là không quá ồn nhưng mà chúng ta vẫn có thể nghe thấy quạt nó chạy. Ở phần trên này nó tản nhiệt, là cái quạt ở giữa này thì khá là nóng ở trong phần này các bạn ạ. Phần thì tay này lại rất là mát, chính thế là các bạn có để tay đây cũng không bị ảnh hưởng gì. Điểm FPS của Vega AK đồ họa on đây là 51,59 FPS các bạn ạ. Vâng, thưa các bạn, khi mình test ở chế độ 3D ở đây, các bạn sẽ thấy đây là full max mà mình hay test. Tại vì sao nó lại giật như này? Bởi vì đồ họa on nó không thể xử lý những hình ảnh 3D nặng như này. Các bạn sẽ thấy là mức FPS của nó chỉ có 5 hoặc 6 thôi. Và GPU đây hoạt động luôn ở mức 100%. Nếu ở chế độ 2D thì nó lại cực kỳ tốt, nó sẽ ở mức gần 300 FPS. Các bạn sẽ thấy là nhiệt độ hoạt động của CPU sẽ ở ngưỡng khoảng trên 70 độ C. Cũng sẽ hơi vất vả một chút nhưng nhiệt độ này hoàn toàn cho phép cho các bạn làm việc. Vâng, thưa các bạn, thì mình lại rất ấn tượng với chiếc màn hình này. Và hơi to các bạn ạ, mình sẽ cho nhỏ một chút nhé. Các bạn có thể ấn trên bàn phím này. Thưa các bạn, là với gam màu của nó có thể tái tạo đó là 109% gam màu sRGB. Thì đây là một chiếc màn hình chuẩn chỉnh, màu sắc rất đẹp. Đặc biệt với loa bang hoa sen của máy thì các bạn có thể nghe thấy là rất ok đúng không? Góc nhìn của màn hình sẽ rất rộng, 178 độ.
Một chiếc máy có màn hình đẹp và âm thanh hay, nó sẽ phù hợp cho các bạn thích xem phim, thích giải trí, trải nghiệm trên chiếc màn hình như này. Các bạn có thể dùng để thiết kế đồ họa với màn hình này thì gam màu nó cao như này thì hỗ trợ các bạn rất tốt. Đặc biệt độ sáng trên chiếc màn hình này đạt đó là 411 nit. Mình khá ấn tượng bởi vì các dòng máy mà phổ thông trung bình thì nó chỉ có độ sáng khoảng hơn 200 đến 300 là cùng. Đây hơn 400, hỗ trợ các bạn cực kỳ ok. Nếu mà so với Surface thì nó Surface laptop thì nó chỉ đạt 321, trong khi đó là UX433 thì nó chỉ có đạt 225 thôi. Đấy, tính ra là con này HP Envy là ok, có độ sáng tốt nhất. Âm thanh của nó này rất to và rõ ràng, nói chung là ổn các bạn ạ. Màn hình đẹp, âm thanh hay, sẽ cho ở thang điểm 9 nhé các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, thì tớ đang test cái màn hình cảm ứng đây ạ. Thông báo với các bạn là kênh công nghệ của TDD mình đã đạt 91,6k sub rồi. Rất cảm ơn tình cảm của các bạn, sắp được 100.000 rồi, rất nhiều phần quà tặng các bạn nhé. Hôm nay có tặng các bạn cái tai nghe này này đấy. Các bạn thấy là đây là mình đang test YouTube, mình test màn hình cảm ứng này. Ở đây các bạn có thể thấy là mình mở rất là nhiều tab web ở đây. Tình hình thế giới thế nào? Canada là gia tăng này, nguồn gốc Covid của Trung Quốc này. Phải nói là tôi đã rất là hạnh phúc khi nhìn thấy đường phố của chúng ta đông đúc, chứ tôi nhìn thấy những cảnh tượng chết chóc trên thế giới mà thấy sợ quá các bạn ạ. Việt Nam chúng ta đã chống dịch quá tốt luôn. Sự ý thức của người dân Việt Nam và chính phủ chúng ta đã làm đất nước chúng ta thịnh vượng hơn. Đây các bạn thấy là cảm ứng này. Các bạn có thể zoom to, zoom nhỏ, rất thoải mái luôn. Đây là công nghệ màn hình cảm ứng đa điểm, nó sẽ hoạt động tương tự như chiếc điện thoại smartphone các bạn đang dùng, máy tính bảng các bạn đang dùng. Với công nghệ wifi AC thì các bạn thấy nó load rất là nhanh. Đây các bạn thấy này. Đó. Tiện dụng đúng không? Nếu các bạn có thể dùng để vẽ tranh trên chiếc màn hình này, các bạn có thể dùng các phần mềm chấm chấm chọc chọc thì rất là tiện. Ở đây thì mình đang mở 15 tab web này, các bạn sẽ vào đây xem máy chúng ta hết tài nguyên bao nhiêu. Bởi vì chiếc máy này thực tế nó có 8GB RAM thôi các bạn ạ. Thưa các bạn là chúng ta đang dùng hết hơn 6GB. Vì chi để dùng full các phần mềm máy này, các bạn có thể mở thêm một vài phần mềm từ bên ngoài. À, mình ví dụ mình mở thêm cái video 4K nhé. Các bạn thấy nó lên này, 6,2GB luôn này. Đang dùng hết 79% RAM. Thế nên với 8GB RAM thì mình nghĩ sẽ xuất sắc dùng đủ cho các bạn dùng các công việc văn phòng, lập trình và đồ họa mức cơ bản. Ví dụ có thể dùng các phần mềm như Photoshop, AutoCAD là các phần mềm cơ bản về đồ họa là chúng ta sẽ dùng ngon lành các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tắt từ cái web này, đây nhé. Vâng, thưa các bạn, mình đang trải nghiệm từ game đó là Liên Minh Huyền Thoại trên chiếc máy đó là HP Envy phiên bản 2019. Các bạn thấy là với cấu hình 5.8GB và SSD 256 thì cày game này quá ngon đúng không? Mình đang đặt ở chế độ setting cao nhất. Tận hưởng âm thanh của chiếc máy thì rất rõ ràng, âm bass tốt. Trong phòng hơn 20m có lẽ là không cần phải cắm tai nghe hay phone tiếp gì cả. Không cần phải cắm loa ngoài hay hết gì cả. Đấy. Mức FPS luôn trên 100 và nhiệt độ của chúng ta sẽ ở ngưỡng là 68 với khoảng trên 7 độ khi mà chiến đấu. Tím này bấm cũng tương đối là xịn sò, sướng. Đấy, với cấu hình như này thì anh em hoàn toàn có thể cài những tựa game tầm trung như là PUBG Mobile hay các game giả lập vào đây để chơi. Rất ngon lành và ok các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, tớ đã vừa trải nghiệm xong đó là phiên bản HP Envy phiên bản 2019. Đầu tiên là tớ xin đánh giá như này. Đây là một trong những chiếc máy có hình thức đó là sang trọng, mỏng nhẹ. Tớ được pin dùng tương đối tốt khoảng 6 đến 7 tiếng. Kèm theo một chiếc màn hình tuyệt đẹp với độ sáng lên đến hơn 400 và tỷ lệ bao phủ màu lên đến 100%. Kèm theo bảo mật vân tay cũng như những công nghệ bảo mật BIOS và những cái cổng kết nối của máy nói chung không thiếu gì cả. Âm thanh và hình ảnh đều hoàn hảo. Duy chỉ có đó là gì ạ, máy sẽ không cho phép các bạn nâng cấp RAM và kèm theo cấu hình là trang bị chip U và không cả đồ họa rời. Thì nó chỉ dùng cơ bản các công việc về đồ họa, dùng văn phòng, lập trình các ứng dụng về phổ thông là chiếc máy của ta sẽ đáp ứng xuất sắc. Chống chỉ định cho các bạn dùng đồ họa chuyên nghiệp cũng như chơi game lặng thì chiếc máy nó sẽ không phù hợp. Còn hiện nay đây là phân khúc giá tốt nhất tại thị trường, sang nhất tại thị trường với phân khúc giá máy mới sẽ khoảng 17.490.000, đó là tại cửa hàng mình bán ra. Còn với các hệ thống siêu thị thì chiếc máy này đang bán ở mức khoảng tầm 20 triệu. Đây là máy được xuất xưởng tại thị trường Mỹ mang về các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, là chương trình trên tay và đánh giá dòng sản phẩm HP Envy phiên bản màu trắng của mình.
Đó, 2019 của mình xin đến đây là khép lại. Có những chiếc máy gì ngon bổ rẻ mà lại đẹp như chiếc máy này thì mình lại mang đây bổ rẻ và tư vấn cho mọi người. Rất cảm ơn tình cảm của mọi người và hãy cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký kênh. Chúng ta bấm cái chuông bên cạnh để tương tác tốt hơn. Kênh công nghệ của TD đã dành tình cảm của các bạn rồi, gần được 100.000 sub rồi. Trong quá trình phấn đấu 5 năm cống hiến kiến thức của mình. Rất quý mến, rất yêu các bạn. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.